Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm, được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Sự Biến Mất của Ichabod, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Samuel Nhất, chương 4, từ câu 12 đến câu 22. Cũng trong ngày đó, một người Benjamin chạy thoát từ chiến trường về đến Silo, quần áo rách rưới, đầu đầy bụi đất. Người ấy đến trong lúc Haley đang ngồi trên ghế ở bên đường, bồn chồn trong tin, vì lòng ông đang lo lắng về hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi người ấy vào thành báo tin, thì cả thành đều kêu gào lên. Nghe tiếng kêu là, Haley hỏi, tiếng ồn ào này là gì vậy? Người đó vội vàng đến báo tin cho Haley. Bây giờ, Haley đã 98 tuổi, mắt ông đã mù không thể thấy được. Người đó nói với Haley, hôm nay con đã trốn thoát khỏi trận địa và từ chiến trường về đây. Haley hỏi, con ơi, điều gì đã xảy ra? Người đưa tin trả lời, Israel đã chạy trốn trước mặt người Philistine. Dân ta bị đánh bại nặng nề. Hai con trai của ông là Hophni và Phinea đều đã chết và hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt. Người ấy vừa nói đến hòm giao ước của Đức Chúa Trời thì Haley từ trên ghế đặt bên cổng ngã ngửa xuống, gãy cổ và chết, vì ông đã già yếu mà lại nặng nề. Ông đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm. Lúc ấy con dâu của ông là vợ của Phinea đang có thai gần ngày sinh. Khi nàng nghe tin hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt và hay rằng cha chồng và chồng mình đều đã chết, thì thình lình lên cơn đau, gập người xuống và sinh con. Lúc nàng sắp chết, những người đàn bà có mặt tại đó nói, đừng sợ vì chị đã sinh được một con trai. Nhưng nàng không trả lời, cũng không quan tâm đến. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ichabod, vì nàng nói, vinh quang đã lìa khỏi Israel. Nàng ngụ ý về việc mất hòm giao ước của Đức Chúa Trời và về sự chết của cha chồng và chồng mình. Nàng lại tiếp, vinh quang đã lìa khỏi Israel vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Và câu kinh thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Samuel Nhất, chương 4, câu 22. Vinh quang đã lìa khỏi Israel vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Trong tác phẩm Huyền thoại về trũng ngái ngủ, Washington Irving kể về Ichabod Crane, người thầy giáo muốn cưới một thiếu nữ xinh đẹp tên là Katrina. Mấu chốt của câu chuyện là một kỵ sĩ không đầu thường lai vãng trong vùng nông thôn thuộc địa đó. Một đêm nọ, Ichabod gặp phải hồn ma kỵ sĩ và khiếp đảm bỏ chạy khỏi nơi đó. Tuy vậy, độc giả biết rõ tên kỵ sĩ này thật ra là kình địch cũng cầu hôn Katrina và rồi đã cưới nàng. Lần đầu tiên tên Ichabod xuất hiện là trong Kinh Thánh, và phía sau cái tên này là một câu chuyện buồn. Khi đang giao chiến với người Philistine, dân Israel đã mang hòm giao ước vào trong trận chiến. Một bước đi sai lầm, quân đội Israel bị đánh bại và hòm giao ước bị cướp lấy. Hophni và Phinea, hai con trai của thầy tế lễ cả Haley bị giết. Haley cũng qua đời. Khi người vợ đang mang thai của Phinea hay tin, thì thình lình lên cơn đau, gập người xuống và sinh con. Trong trăn trối, nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ichabod, nghĩa là không còn vinh quang. Nàng thều thào, vinh quang đã lìa khỏi Israel. Cảm tạ Chúa, Ngài đang mở ra một câu chuyện vĩ đại hơn nhiều. Sự vinh hiển của Ngài cuối cùng sẽ được bày tỏ qua Chúa Giê-xu, Đấng đã phán với các môn đồ rằng, con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con. Không ai biết được ngày nay hòm giáo ước đang ở đâu, nhưng điều đó không còn quan trọng. Ichabod đã biến mất. Tuy vậy, qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài. Bạn nghĩ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài có nghĩa là gì? Bạn đã kinh nghiệm điều đó như thế nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha,
Cảm tạ Ngài đã bày tỏ vinh hiển của Ngài qua Chúa Giêsu. Xin giúp con luôn nhớ đến sự hiện diện của Ngài trong suốt ngày hôm nay. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.